chào quý vị. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Tổng kết Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 1996-2017. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn cán bộ tuyên huấn Lào. Sự cần thiết ban hành luật an ninh mạng. Trong phần tin thế giới, dòng đàm phán mới giữa phe đối lập Syria và Nga thất bại. Hạ viện Pháp thông qua dự luật chống tin tức giả. 17 người chết do nắng nóng ở miền đông Canada. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 5 tháng 7 tại Hà Nội, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Thời gian qua, vai trò của các tổ chức phi chính phủ ngày càng được ghi nhận thông qua các nỗ lực góp phần giảm nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người, tham gia xây dựng chính sách, vân vân. Tại Việt Nam, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có những đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội và tăng cường mở rộng quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới. Để đảm bảo quản lý và tăng cường hoạt động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, một cơ chế liên ngành nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành công tác này. Thực tiễn trong hơn 20 năm hoạt động cho thấy việc thành lập Ủy ban là một quyết định đúng đắn. Ủy ban đã giám sát các chủ trương của Đảng và quy định của nhà nước, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ủy ban, các bộ ngành địa phương tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam và theo đúng các quy định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu phải thống nhất nhận thức về công tác phi chính phủ nước ngoài, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đổi mới, cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện các văn bản pháp quy liên quan, tăng cường vận động và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm vào sáng nay. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tính từ ngày 16 tháng 12 năm 2017 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018, toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 4.103 người, làm bị thương 7.027 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn giao thông giảm 594 vụ, số người chết giảm 31 người, số người bị thương giảm 908 người. Ở lĩnh vực đường thủy xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ giảm 10 vụ, số người chết giảm 4 người, số người bị thương giảm 12 người. Tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đại diện một số tỉnh, thành phố đã tập trung thảo luận các vấn đề về quản lý trật tự giao thông đô thị, khắc phục ùn tắc giao thông, kiểm soát tải trọng xe, an toàn giao thông đường sắt, công tác xử lý điểm đen tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện cơ giới. Nhiều địa phương đã chia sẻ những khó khăn trong công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, tình hình khám và cấp cứu tai nạn giao thông, việc triển khai thực hiện công tác giảng dạy an toàn giao thông trong nhà trường. Kết luận hội nghị, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, biểu dương 35 tỉnh, thành phố đã kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông so với cùng kỳ. Trong 6 tháng cuối năm 2018, ông Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương phấn đấu kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông so với năm 2017. Giao Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tham mưu cho Chính phủ ban hành kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các dịp cao điểm. Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội bổ sung dự án xây dựng luật sửa đổi luật giao thông đường bộ 2008 vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa 14. Công an các địa phương ký quy chế phối hợp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với Sở Giao thông Vận tải. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi bổ sung tài liệu giảng dạy an toàn giao thông và phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường vào tháng 9 năm 2018.
Ngày 5 tháng 7, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, sơ kết giữa nhiệm kỳ, việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6. Trong 6 tháng qua, các lĩnh vực kinh tế trọng tâm của tỉnh đều có sự tăng trưởng tích cực. Nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn không tính dầu thô và khí đốt đạt 51.078 tỷ đồng, tăng 7%. Giá trị sản xuất công nghiệp không tính dầu thô và khí đốt đạt 122.966 tỷ đồng, tăng 8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 20.009 tỷ đồng, tăng 11%. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí đạt 2.027 tỷ đồng, tăng 12%. Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện khoảng 21.533 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch. Tỉnh tiếp tục quan tâm dành nhiều sự đầu tư cho ngành giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức cho gần 45.000 lượt cán bộ đảng viên học tập quán triệt nghị quyết Trung ương Đảng, triển khai thực hiện nhiều chỉ thị nghị quyết chuyên đề của Trung ương và địa phương, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 nhiệm kỳ 2015-2020. Hơn 2 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cũng như công tác xây dựng Đảng. Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành đã đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới. Nhân dịp đoàn cán bộ Lào đang học tập nghiên cứu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có chuyến đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn. Tham gia buổi đón tiếp còn có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Tuyên giáo các địa phương. Tại buổi đón tiếp đoàn cán bộ Lào, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong không khí thân mật, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về quản lý khách du lịch quốc tế, việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy giá trị của hệ thống di tích lịch sử. Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng đoàn cán bộ Lào 3 bộ sách về lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo kế hoạch, đoàn cán bộ Lào sẽ nghiên cứu thực tế và lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến hết ngày 5 tháng 7. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết dự án phát triển nhân lực cho các định chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bài học thực tiễn cho doanh nghiệp Việt Nam từ phương pháp quản trị Nhật Bản. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án phát triển nguồn nhân lực cho các định chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được triển khai từ tháng 12 năm 2013 đến nay. Dự án do Sở Công Thương phối hợp với Phòng Công nghiệp Thương mại thành phố Sancho, Nhật Bản thực hiện. Trong giai đoạn 1, từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 2 năm 2016, hai bên đã phối hợp tổ chức 4 khóa đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và 4 khóa đào tạo tại Nhật Bản cho 95 lượt công chức viên chức phụ trách phát triển công nghiệp, giáo viên trường nghề và chủ doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2, từ tháng 4 năm 2016 đến hết tháng 7 năm 2018, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cửa Huynh Đệ và Công ty Cổ phần Liên hợp Mekong của Bà Rịa Vũng Tàu được các chuyên gia Nhật Bản đến trợ giúp công ty nâng cao năng suất lao động, tăng cường năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ nhân rộng phương pháp quản trị Nhật Bản từ kinh nghiệm mà hai doanh nghiệp tham gia chương trình tiếp thu được đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác của tỉnh. Tổ chức chương trình đưa thu nghiệp sinh sang thành phố Sancho và chú trọng các nội dung về nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Pullman, thành phố Vũng Tàu. Hội nghị do Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức, dự kiến thu hút 750 đại biểu trong toàn quốc về dự. Để chuẩn bị cho sự kiện này, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội nghị vừa chủ trì cuộc họp nghe các sở ban ngành báo cáo về công tác phục vụ hội nghị. Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018 sẽ tuyên dương 355 người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc. Trong đó, riêng Bà Rịa Vũng Tàu có 20 người có công với cách mạng tiêu biểu được tuyên dương. Báo cáo tiến độ chuẩn bị cho hội nghị, các thành viên ban tổ chức cho biết đã hoàn tất phương án bố trí nơi ăn nghỉ, đi lại, công tác an ninh trật tự và y tế cho các đại biểu tham dự hội nghị. Công tác tuyên truyền quảng bá cho sự kiện, chương trình văn nghệ và nội dung giao lưu với các đại biểu được chuẩn bị chu đáo nghiêm túc.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội nghị, yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hội nghị, tiếp tục rà soát công tác an ninh hậu cần, nhất là nội dung giao lưu với người có công tiêu biểu. Xác định kinh tế tư nhân là động lực phát triển kinh tế, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Những năm qua, Bà Rịa Vũng Tàu luôn tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển. Triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, phát triển lành mạnh, hiệu quả và bền vững. Tính đến đầu năm 2018, toàn tỉnh có trên 13.500 doanh nghiệp tư nhân hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 101.000 tỷ đồng. Kinh tế tư nhân có mặt ở hầu hết ngành nghề lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Doanh thu của các doanh nghiệp này đạt khoảng 137.000 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng doanh thu thuần của tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, các chính sách ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Thưa quý vị, trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, luật an ninh mạng đã được Quốc hội thông qua với 86,86% đại biểu tán thành. Điều đó đã cho thấy việc ra đời của luật an ninh mạng là hết sức cần thiết trong thời điểm tình hình không gian mạng có nhiều diễn biến phức tạp. Luật an ninh mạng ra đời góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân được hiến pháp quy định. Theo thống kê của Cục An ninh mạng, Bộ Công an, Việt Nam là quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trong khu vực. Từ năm 2016 đến nay, đã có hàng chục ngàn cuộc tấn công nhằm vào hệ thống thông tin của nước ta. Thêm vào đó, mạng Internet bị lợi dụng để lôi kéo, kích động, chống phá nhà nước, xúc phạm nhân phẩm của tổ chức cá nhân. Việt Nam là nước thứ 13 trong top 20 quốc gia có dân số sử dụng Internet cao nhất trên thế giới. Vì vậy, cần thiết phải ban hành luật an ninh mạng. Hiện trên thế giới, rất nhiều nước đã có luật này. Đối với những thông tin khi mình truyền tải cái thông tin cá nhân mình lên cái trang mạng Facebook cá nhân của mình á, thì có những thông tin mà có thể bị đánh cắp, có những thông tin người ta đưa những cái thông tin cá nhân của người khác vào thông tin cá nhân của mình, cảm thấy là giống như mình bị xâm nhập vào cái trang riêng tư của mình mà nó truyền đạt những thông tin không đúng theo cái nội dung của mình đã đăng tải trên cái trang mạng, thì tôi thấy là không an tâm. Khi luật an ninh mạng mà ban hành á, thì tôi thấy là đảm bảo cho vấn đề quyền và lợi ích của người sử dụng thông tin trên mạng. Tôi thấy là cái luật an ninh mạng bây giờ ra đời nó rất là hợp lý để ngăn chặn những cái thành phần xấu để kích động nhân dân đi theo những cái thành phần xấu đó. Thì tôi thấy là cái an ninh mạng ra đời lúc này rất là kịp thời. Việc thông qua luật an ninh mạng trong thời điểm này là cần thiết, nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Công nghệ phát triển mang đến nhiều lợi ích, mặt khác cũng đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ để tránh việc lợi dụng không gian mạng kích động gây rối, phá hoại, lừa đảo. Vừa rồi thì trong kỳ họp Quốc hội chúng ta đã thông qua được cái mạng an ninh mạng, cái luật an ninh mạng. Tôi cho rằng đây là một việc làm cấp thời. Và trong lòng quần chúng nhân dân, không riêng tôi nghĩ nhiều những người cán bộ lão thành cách mạng, những người chân chính thì đều mong mỏi Đảng, Nhà nước phải có một cái gọi là pháp định về như vậy là cái quản lý cái hệ thống mạng này. Mong rằng cái luật an ninh mạng sẽ siết chặt hơn để cho bảo vệ quyền lợi của những người tiêu dùng và những người nhất là những hiện nay là thanh toán chuyển khoản hay online để bảo mật thông tin và không bị mất tiền trong tài khoản. Mạng đó nếu không quản lý tốt thì nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Thì rõ ràng chúng ta cần phải có một cái luật về an ninh mạng. Mà tôi nghĩ luật ngoài ra còn các văn bản dưới luật đó. Mục đích là thế này, là chúng ta tham gia bất kỳ một cuộc chơi nào thì nó đều phải có luật. Cũng như đá banh vậy thôi, chúng ta đang xem World Cup đấy. Nếu bây giờ mà đá banh mà không có luật xem nó sẽ đá kiểu gì? An ninh mạng cũng vậy. Nếu như chúng ta không có luật thì người ta sẽ sử dụng kiểu gì? Nếu như luật an ninh mạng không ban hành thì làm sao để mà quản lý cái chuyện này? Làm sao mà khống chế cái này? Luật an ninh mạng ra đời và có hiệu lực sẽ góp phần ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của người dân trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay. Trong một thời gian dài, pháp luật Việt Nam chưa có những hành lang pháp lý để kiểm soát môi trường mạng. Điều này dẫn đến thực trạng một bộ phận người dân không hiểu, không nhận thức được hoặc là cố tình thực hiện các hành vi phạm pháp, trong khi cơ quan chức năng lại không đủ công cụ pháp luật để xử lý.
Chính vì vậy, việc ban hành luật an ninh mạng trong bối cảnh bùng nổ thông tin và môi trường mạng thiếu kiểm soát như hiện nay là rất cần thiết. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống HIVS tỉnh, từ năm 2011 đến nay, tỷ lệ lây nhiễm HIVS trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm lại. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm HIVS trong nhóm đồng tính nam đang tăng nhanh ở mức báo động và cao nhất trong các nhóm nguy cơ lây nhiễm HIVS. Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống HIVS, từ năm 2011 đến nay, tỷ lệ lây nhiễm HIVS trong các nhóm tiêm chích ma túy và phụ nữ bán dâm có xu hướng giảm và dừng lại. Năm 2017, đối với nhóm tiêm chích ma túy, tỷ lệ lây nhiễm HIVS là 12% và trong nhóm phụ nữ bán dâm là 3,5%. Riêng nhóm đồng tính nam, tỷ lệ lây nhiễm HIVS cao và tăng nhanh liên tục, lên đến 18,7%, tăng hơn 3% so với năm 2016 và tăng gần 16% so với năm 2011. Trong 2 năm gần đây thì chúng ta thấy nổi lên đó là cái việc mà những cái nhóm MSM, tức là cái nhóm mà nam quan hệ tình dục đồng giới. Từ những cái số liệu này thì trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ có được những cái kế hoạch, những cái chương trình, những cái hoạt động mà để can thiệp vào trong cái nhóm MSM này nhằm để kéo giảm cái tỷ lệ lây nhiễm trong cái nhóm đặc biệt. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ PC46 Công an tỉnh cho biết, trong ngày hôm nay 5 tháng 7, đơn vị tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đỗ Thị Ẩn, 51 tuổi, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, để điều tra và làm rõ hành vi tàn trữ, mua bán hàng cấm. Theo thông tin ban đầu của Công an tỉnh, vào rạng sáng ngày 22 tháng 6, đội 5, phòng PC46 Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ phát hiện bắt quả tang bà Đỗ Thị Ẩn đang tàn trữ 13.500 gói thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, mang các nhãn hiệu Z Hero. Làm việc với cơ quan công an, chủ số hàng trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Theo lời khai của bà Ẩn, số thuốc lá bị công an phát hiện thu giữ được bà mua của một người đàn ông không quen biết với giá 200 triệu đồng, rồi đưa về cất giấu tại ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ để bán lấy tiền lời. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, cuộc đàm phán giữa phe đối lập với các phái viên Nga về một lệnh ngừng bắn tại tỉnh chiến lược Dera, tây nam Syria đã thất bại. Người phát ngôn quân đội tự do Syria FSA, nhóm đối lập chính tại nước này cho biết, các cuộc thảo luận với Nga tại thị trấn Basra, Al-Jam đã thất bại. Nguyên nhân là do phía Nga nhất quyết không từ bỏ yêu cầu lực lượng đối lập phải giao nộp các loại vũ khí hạng nặng. Từ gần 2 tuần nay, quân đội Syria đã triển khai chiến dịch chống phiến quân tại Dera với mục tiêu giành lại các khu vực bị phiến quân chiếm đóng. Nhiều hoạt động vui chơi, bắn pháo hoa, biểu diễn hòa nhạc, diễu hành và các cuộc thi ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ đã diễn ra trong ngày Quốc khánh 4 tháng 7. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức một buổi dã ngoại với các gia đình quân nhân để chờ đón màn trình diễn pháo hoa phía trên quảng trường quốc gia National Mall. Ước tính có hơn 3 triệu người đến xem trực tiếp và 12 triệu khán giả truyền hình theo dõi màn bắn pháo hoa hoành tráng nhất nước Mỹ tại New York, với tổng cộng 75.000 quả pháo hoa. Cũng như mọi năm, an ninh đã được thắt chặt tại các địa điểm tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh. Giới chức Mỹ cho biết chưa phát hiện bất kỳ mối đe dọa an ninh nào trong dịp này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC đã khuyến cáo công dân nước này cảnh giác về một số vấn đề khi đến Mỹ. Trong thông báo đăng trên website, Đại sứ quán khuyến cáo du khách Trung Quốc nên thận trọng trước nhiều vấn đề, bao gồm chi phí chữa bệnh đắt đỏ, trộm cướp và xả súng nơi công cộng, nguy cơ bị hải quan lục soát, tịch thu hành lý, lừa đảo trên mạng và thảm họa tự nhiên. Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra cảnh báo này giữa lúc hai nước có nguy cơ bùng nổ chiến tranh thương mại do đe dọa áp thuế cao lẫn nhau. Dự kiến ngày mai 6 tháng 7, Trung Quốc sẽ chính thức áp thuế lên hàng hóa Mỹ nhằm trả đũa Mỹ. Hạ viện Pháp vừa thông qua dự luật chống tin tức giả, cho phép các tòa án xử lý hiệu quả hơn các báo cáo liên quan đến nguồn tin tức không đáng tin cậy. Đây cũng là biện pháp được chính phủ kỳ vọng sẽ bảo vệ người dân trong những thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng. Được thông qua với áp đảo từ các nghị sĩ đảng nước Pháp
tiến lên của Tổng thống Emmanuel Macron, dự luật chống tin tức giả có mục tiêu điều chỉnh luồng thông tin trước các cuộc bầu cử tổng thống. Trong 3 tháng trước cuộc bầu cử, ứng cử viên hoặc đảng của ứng cử viên đó có thể yêu cầu một thẩm phán ra lệnh ngăn chặn sự lan truyền các tin tức giả mạo. Dự luật cũng khuyến khích các mạng xã hội và nền tảng trực tuyến như YouTube và Facebook minh bạch hơn về các chiến dịch quảng cáo trả tiền. Trả lời trước báo giới ngày hôm nay, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố thuộc Scotland Yard của Anh, ông Dean Bashu cho biết, hai công dân Anh tại thị trấn Amesbury đã bị nhiễm chất độc Novichok, loại chất được cho là đã bị sử dụng để đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal hồi tháng 3 vừa qua. Ông Dean Bashu từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu chất độc mà hai nạn nhân nêu trên bị nhiễm có cùng nguồn gốc với chất độc mà cựu điệp viên Skripal và con gái bị nhiễm hay không. Ông cũng không loại trừ khả năng hai vụ việc này liên hệ với nhau. Trước đó, cảnh sát Anh cho biết, vào hôm 30 tháng 6, một phụ nữ 44 tuổi và một nam giới 45 tuổi đã bị bất tỉnh tại nhà của họ ở Amesbury vì nhiễm chất độc lạ. Hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Mẫu chất độc mà hai bệnh nhân bị nhiễm đã được gửi tới phòng thí nghiệm ở Portendale để phân tích. Sau đây là một số tin tức về thiên tai và nắng nóng. Tỉnh Quebec, miền đông Canada đang trải qua một đợt nắng nóng kinh hoàng khi có ít nhất 17 người thiệt mạng trong vòng một tuần qua. Số người thiệt mạng phần lớn là người già hoặc những người có bệnh lý kinh niên. Cơ quan khí tượng Canada cho biết nhiệt độ đã tăng lên đến 34 độ C, song do độ ẩm thấp khiến nhiệt độ thực tế gần đạt đến 40 độ C. Chính phủ Canada đã phải ban bố cảnh báo về nắng nóng trong khu vực này. Mưa lớn gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực miền Trung và Tây Nam Trung Quốc kể từ ngày 3 tháng 7. Tại vùng núi thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, hàng trăm ngôi nhà chìm trong nước lũ. Đô thị Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu vàng, mức cảnh báo thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 bậc. Người dân sống dọc hai bên sông Dương Tử đã được lệnh sơ tán. Hơn 295.000 hectare đồng ruộng bị bỏ và hơn 6.000 ngôi nhà bị phá hủy. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 5 tháng 7, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi, nhưng tập trung nhiều vào thời điểm trưa chiều tối và đêm. Trong cơn dông còn có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, nên người dân cần chú ý đề phòng. Ban ngày trời nhiều mây và có nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng có gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Thời tiết vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Trên biển gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật trên cấp 8 biển động. Tại Vũng Tàu ngày 6 tháng 7 năm 2018, mực nước cao nhất 340 cm xuất hiện lúc 8 giờ, thấp nhất 110 cm xuất hiện lúc 1 giờ 15 phút. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay, mời quý vị theo dõi bản tin theo nhịp bóng lăn.